đấy dễ rồi. À ta, À ta. nó dễ hơn y chà. Y chà vào một cái xíu khó khăn. Chị này khoai cái ta. Má chị này đóng kháng phép nhiều nhiều xíu. Van heo mà đóng thêm món tăng nữa. Trận này khoai luôn, hết bắt nổi luôn. Sao nhiêu tướng nó bích, nó bích tu lên trời. À, luôn cứ mấy trận cuối game. Chào cười nha. Mình muốn mua bay này bạn thấy như nào? Chúng bạn trả giá được mình mua thôi, chung là trả giá được mua nha. Is it breakfast time yet? Đồ bạn nhường Cường này giàu lắm. Ừ. Cường chắc nó mua bếp ở lâm lâm áo lô đề mà tài to lắm, tài đấy. Ngủ không bình dương. Có bắt heo vào. Lượng bắt heo, lượng bắt heo nè, lượng bắt heo nè. Đó, lượng đi. Mày nó ngáo mà. Đứng xa xa chứ, đứng xa xa chứ. Đứng xa xa. Có đi đáp này, có đi đáp từ từ và đánh lui. Dùng như vậy vô trụ nè. Đó, lụm đi đáp. Choáng đúng không ạ? À, à, choáng không biết được bạn nào, bị qua cái lúc mình gần liếm. À, 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 chụp bỏ đi Bully. À, ta đâu hát chiếc chí, ta hát đi đáp cơ. Bọn này nó cậy tướng mạnh đầu game đi cướp rừng. Rồi đi phá rừng, phá đầu. Quá, thì phải lớp là ba con mạnh. Thế hai con mạnh chứ tu lên. Ok. Ủa nửa đường nha đi, nửa nửa máy mày. Cứu em tao. Cứu em ơi. Đây đây đây. Này nó nhảy đi là nó đòi nhảy hai lần kìa. Nó nhảy hai sẽ tắt rồi, nó nhảy hai sẽ tắt rồi. Mà bọc ở sau. Giờ có cú lên. Chịu bài đá. Our Dragonwing Tower is under attack. Chịu quá. Kêu Nam chào Cường đi á. Gào gào, Cường chả đi giờ này gớm lắm. Cường bản lĩnh thì gửi địa chỉ ở đây được không vậy? Bà làm ăn được không? Bà đây không ăn được đâu. Ok làm ăn được, ok nha. Nó ép trên này nó ép đường rồng á, nó ép đường rồng á. Đủ chơi là ép bài, cái bài ép đường rồng á. Có ôm lính không? Đuôi dài bỏ thôi, bỏ thôi, bỏ thôi. Đẩy lính bắt đây cường, ôm lính. Hay quá. Không nhắc được xuống thì mình chết. Đuôi để bỏ chỗ đó luôn đi, Billy. Trời ơi, tầm này nó lên mất rồi. Mà nó cứ 4-5 tháng bù 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 bù. Tên này nhận đồ má, tên cày thuê lắm nha. Ừ, nhận ác khuyết. Thầy ác lắm. Bỏ quay thôi, má giờ chịu thôi, xe nó mạnh quá. Nó quýnh theo cái thế, tu đen trong bụi. Tu đen bụi bụi bên đây này. Má, nó chém đầu không? Có cắp mắt thôi thôi. Nó ôm lính rồi. Nó cũng theo kiểu ép lấy 5 phút mà. Lui đi. Chạy hồi nó mạnh quá. Bỏ thôi. Ôm đầy lẻ. Ôm đầy lẻ. Ôm được. Quay. Giờ từ nó ôm tháp đi. Nó đang núp á. Núp trong bà lưu á. Bỏ cánh bà lưu luôn tài. Bỏ luôn. Nó năng vô á. Mày phải trả giá. Ôi nó chết rồi. Từ lính chưa ba, Lính rồi. Nó đã chụp. Anh em lui đi, mẹ sao cứ để nó mẹ khai hẳn một đường như vậy.
nó vào hàng trụ mà, nó là hàng trụ mà, nó lăn vào trụ luôn mà. Quay đó là ba người đứng sau một người đứng trước thôi, đừng có đứng một cục đó, mẹ nó lăn vô này khắc chế vậy mà chết hai nó đó. Chứ một người mà nó lấy được trụ có nghe này, giống như lão béo giờ người ta ép trụ này không, lão béo đứng xa ra tầm trụ đó cho nó lăn vô là hốt chúng lão béo để dừng xe lại, nó dễ lắm đó. Lão béo phải đứng cao lên, nhịp lên chứ đừng có đứng bằng trong tầm trụ, nó lăn vô thế lính vô tới trụ là gãy tay mình ngay. Rồi anh đứng trên rồi chứ, nó lăn vô nó ấy mà, nó tóc biến vô luôn kìa, tóc biến nó vô luôn mà. Đấy là đúng rồi, nhưng mà nó chưa dọn được lớn. Nó ép hả? Nó ép ở đây tiếp á, nói như giết á. Tiếp hai thầy. Bè 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 đi, nó lăn lên, nó đập nhà. Nè nè nè, đông lắm. Rồi nó lăn lên, nó đập nhà. Không đẹp. Bỏ nó lăn vô tập nhà, bỏ luôn, bỏ luôn. Ủa, hai bỏ về hẳn luôn. Nó lăn vô, lăn vô, về hẳn luôn đó đây. Nó giữ lính rồi, nó ôm lính rồi. Mất đi lắc rồi thì mẹ mày lăn đéo gì được. Hết thằng lộn, ôm lính để kê lính rồi. Lăn vô. Chết. Our Slayer Lane Tower is under attack. Đẩy đường nó luôn đi tài. Is it breakfast time yet? Let me fluff you up. Bỏ lại mấy ơi. Không giết được nó. Bỏ đi. You have been defeated. An ally has been defeated. Thua mẹ này. Đúng bây giờ nó tụ tập lên hết, nó lăn lên đó rồi. Nó lăn lên đó. Giờ mất 2 rồi 3, ôi thằng ôm khó lắm. Booster nhảy bắt chết luôn. Không thiếu booster. Không booster, nó thiếu booster rồi. Dạ kịp. Giờ nó mới qua á. Là béo được con này nó lăn rồi. Nó lăn. Đâu anh muốn cầu kéo. Này. Này. Gãy chặt rồi, gãy chặt rồi. Nó gãy lại rồi. Tôi your team has destroyed a tower. Này có giả nha. Your team has destroyed a tower. Dragon and Slayer have evolved. Anh chưa có giải đâu nha. Không. Your team has destroyed a tower. Đủ hết nó gần chết. Mất năm. Thì tôi sao? Bỏ anh tài. Hết được đi, cướp hết được đi. Cướp rồi, cướp rồi. Ăn tiêu ăn quái đi. Ăn xuống. Nó xanh mà nó cứ đánh mẹ cổ lại. Twinkle twinkle little